Hello, Lan xin chào cả nhà. Chiều thứ bảy, ông trời ổng mưa đá, bà con ơi, Lan quay phim được cái cảnh quá trời đẹp lần đầu tiên mới thấy. Bà con nghe ông trời mưa không? Ở trên cái mái tôn nhà Lan mà kêu dữ đó. Rồi nước đá thì ông góp chút đầy hết trơn nè. Trời ơi. Tình hình chưa sao? Ôi chết rồi, ổ hết hồn hết vía. Bà con ơi, coi nè. Wow, lần đầu tiên nha. Ây da, chết rồi. Mang đôi dép này chắc hồi thu rồi. Ây da, đẹp quá đi. Ôi, cây hoa anh đào trước cửa nhà Lan kìa. Wow, cái sẵn kìa. Nguyên cái lỗ đó. Wow, đẹp quá. Trời ơi, lần đầu tiên Lan mới thấy bà con ơi. Bây giờ đi ra đây, hồi té thấy mụn nổi nè, bị anh Liêm la chắc rồi. Đi á nó chọc chọn hồi té. Wow, hết trơn mấy cái xăng kia. Wow, đẹp quá. Nó u đậu. Ôi hết cái khúc lộ luôn. Trời ơi, cái kìa. Wow, đẹp quá. Ôi da, u đậu. Thôi đi vô. Đi tắm. Ủa đẹp quá bà con ơi, cái kìa. Thôi đi vô. Ôi, nguyên cái xăng nhà Lan nó tạt vô nè bà con ơi, con nè. Wow, đẹp quá. Đi vô. Chết rồi, ông trời ổng nổi chặn lôi đình bà con ơi. Quá rồi. Giáp chạy ra thôi.
sớm rồi lỗ quay phim cho bà con, đầu cổ ướt hết trơn rồi, đi vô tắm không thôi bị bệnh nha. Ông trời ổng đang nổi sông thiên, ổng giận à, cái gì không biết nữa, quá cỡ rồi. Ông dục tiếp xuống lần đầu tiên ở Úc này Lan mới thấy nha, hình như là năm nay cái gì cũng đầu tiên á. Bữa nay Lan mới thấy mà tiếc mà nó làm như vậy nè, hồi nào giờ chưa từng thấy nha, quá rồi. Không biết ở vùng khác ở Melbourne có hay không nha, chỗ vùng Lan ở Phát Tất Queo quá cỡ rồi. Thôi Lan xin chào cả nhà, cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của Lan nha. Cái đôi dài nó ướt nhẹp luôn rồi đây nè. Trời ơi, dám mà cái đôi dài ngủ ra nó ướt nhẹp, bây giờ chạy vô ướt mình đó này. Đi vô thôi, xin chào cả nhà. Bye bye bà con, bye bye.